giờ mùa đông Việt Nam từ 8:30 đến 10:30 tối, Houston từ 7:30 đến 9:30 sáng, New York 8:30 đến 10:30 sáng, Cali 5:30 đến 7:30 sáng, Paris 2:30 đến 4:30 chiều, Sydney 12:30 tối đến 2:30 sáng. Con tôi được tỉnh hạnh thành kính đảnh lễ quý Chư Tôn Đức Tăng và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ ba ngày 28 tháng 12 năm 2021 Phật lịch 2565. Đề tài hôm nay: tuần lễ sinh hoạt đặc biệt tiễn năm 2021 bước sang 2022. Chủ đề: sự chết của người quen xa gần qua cái nhìn của người con Phật. Điều họp chương trình thượng tọa Giác Đẳng. Và mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo, và chúng con xin kính cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiền thệ thế gian dài, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiền thuyết tiếp thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giải hạnh, biết lạc trú trong thiền, chữ thiền để vân tập, xin tùy hỷ phước lành để cát tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Chương trình sinh hoạt đặc biệt hôm nay, chủ đề sự chết của người quen xa gần qua cái nhìn của người con Phật, gồm có 5 chủ đề: ảnh hưởng của tử biệt khác gì với sanh ly, chết chóc và tác động tâm lý, những gì nên làm theo Phật Pháp đối với người quá vãng, an ủi thế nào là thích hợp cả hai phương diện đạo và đời, chuẩn bị cái chết cho chính mình. Và chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi được hợp cho chương trình ngày hôm nay. Và chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa. Kính thưa thượng tọa Minh Hạnh, cảm ơn cô tôi được kính hạnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ chư tổ, thưa sư, kính lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Năm 2020 bắt đầu với những cái âu lo về đại dịch COVID. 12 tháng trôi qua và khi năm 2022 sắp bắt đầu, thì không riêng nước Mỹ mà cả thế giới vẫn đang tiếp tục chật vật với đại dịch COVID, và đặc biệt là biến thể Omicron. Một biến thể mà sự lây nhiễm ở mức độ lan rộng nhanh chóng hơn biến thể Delta và biến thể ban đầu của COVID. Nói đến đại dịch thì chúng ta nói đến cái chết. Chúng ta nói đến tử vong. Mà mặc dù với một xã hội tiên tiến, mặc dù có những lĩnh vực rất là tiến bộ về y khoa, con người cũng không giải quyết được. Con số thống kê
đọc được ngày hôm qua đó, là ở tại Mỹ đã có 58 triệu người lây nhiễm COVID ở trong số dân số 320 triệu người. Chúng ta nói một cách khác là trung bình trong 6 người Mỹ thì có một người bị lây COVID. Và với con số bị lây nhiễm 58 triệu người mà con số tử vong đã lên tới 870 ngàn người, tức là gần 1 triệu người, thì thưa quý vị, cứ 50 người bị lây nhiễm thì có một người chết. Hay nói một cách khác, tôi cũng ước chừng cho dễ nhớ đó, là cứ 60 người lây nhiễm thì có một người chết vì COVID. Và con số người chết mỗi ngày đó lên tới, có lúc lên tới 2.000 người, có lúc 1.500. Chúng ta nói đến biến cố về lại bên tức tháng 9 năm 2001, khi mà khủng bố tấn công tháp đôi của Mỹ tạo ra một cái cơn ác mộng kinh hoàng đối với người Mỹ, thì trong cái biến cố đó có trên 3.000 người chết và đã tạo thành một vết thương sâu đậm trong lòng người Mỹ. Nhưng mà ngày hôm nay thì cứ cách 2 hoặc 3 ngày thì cái số tử vong ở tại Mỹ vì COVID nó lại lên tới con số hơn 3.000 người. Nói như vậy để chúng ta thấy được cái ảnh hưởng của đại dịch như thế nào. Chưa bao giờ trong cuộc sống của chúng tôi mà nhận nhiều tin tức về những người quen, là những người mình được biết, hay là những người nổi tiếng và ra đi như trong thời gian đại dịch COVID. Thưa quý vị, tuần vừa rồi thì có hai Phật tử nhờ chúng tôi tụng kinh đám tang, một đám ngày mai này và một đám ngày mốt đều chết vì COVID. Nói như vậy để chúng ta thấy một điều rằng đại dịch không phải đến bằng những hình ảnh của bệnh viện hay là những khó khăn về kinh tế hoặc giả là sự cách ly, mà đâu đó cái lưỡi hái của tử thần trực chờ sẵn. Và chúng ta không biết là trong số những người chúng ta gọi là người thân, người quen hay người mình biết, hoặc giả là những người nổi tiếng, thì ai sẽ ra đi lúc nào. Và đặc biệt ngày hôm nay chúng ta sống trong thời đại mà ngành truyền thông đóng một vai trò bất khả ly trong cuộc sống của mỗi người. Những gì chúng ta biết về thế giới xung quanh, thế giới gần, thế giới xa, thế giới bên ngoài đều qua truyền thông hết. Tại sao mà có những cái chết của người này lại được nhiều người chú ý hơn cái chết của người khác? Một cách đơn giản là ở tại Việt Nam, ở trong thời đại dịch, có bao nhiêu văn nghệ sĩ đã mất vì COVID. Nhưng trong số đó thì có những người, người ta nói đi nói lại nhiều, có những người khác là một cái sự liệt kê thỉnh thoảng thôi chứ không có được biết đến nhiều lắm. Thì thưa quý vị, hôm nay trong ngày thứ hai của tuần lễ sinh hoạt đặc biệt và cũng nhân những ngày cuối năm, chúng tôi nghĩ rằng nó cũng là lúc thích hợp để chúng ta bàn về những cái ảnh hưởng lý đối với mỗi chúng ta khi mà hôm qua, hôm nay, ngày mai cứ nghe là người này chết vì COVID, người kia mất vì COVID. Những cái chết đó nó có thực sự là vô nghĩa? Những cái chết thực sự nó khiến cho chúng ta hững hờ bởi vì quá nhiều không? Hay có khi nào nó cũng ảnh hưởng len lén đâu đó mà chúng ta lại không biết, mà chúng ta lại không thực sự nhận ra? Đến khi mình thấy rằng ôi, tại sao mình tiêu cực như vậy? Tại sao mình trầm cảm như vậy? Tại sao mình cảm thấy cuộc sống vô vị như vậy? Thì thưa quý vị, có nhiều người ở tại Mỹ phải nhờ đến sự hỗ trợ của các bác sĩ tâm lý để có thể thấy rằng mình bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Mình quả thật là có những cái tác động tâm lý
tiêu cực phát xuất từ cái chết của những người thân. Mình quả thật là đời sống có thay đổi nhiều, tại vì cái gọi là cái bất thường của cuộc sống, cái không bình thường. Chúng tôi lấy một ví dụ là ở trong dịp lễ Noel vừa qua ở tại Mỹ, có cả hàng ngàn chuyến bay bị hủy bỏ bởi vì những nhân viên làm việc chẳng may bị lây nhiễm nhiều. Chúng tôi biết rằng có rất nhiều gia đình Phật tử ở tại chùa đã không thực hiện những chuyến đi đoàn tụ sum họp vào dịp Giáng sinh là bởi vì sự lây lan quá mạnh. Mình đến nhà người khác mà mình chỉ mang lại sự lo sợ, thì tại sao mình phải đến nhà con cháu làm gì? Và cũng có nhiều người, thưa quý vị, thân nhân ra đi không có làm đám tang mà chỉ cho đưa thẳng ra lò hỏa táng, sau đó về chùa để làm một buổi làm lễ ở chùa. Có nhiều cái bất thường lắm ở trong thời kỳ đại dịch này. Nhưng mà nói như vậy không phải để chúng ta than thở, nói như vậy không phải để chúng ta buồn phiền, mà trong cái nhìn của người con Phật, nếu chúng ta đọc lại kinh điển, nếu chúng ta tìm lại những trang kinh xưa, thì thưa quý vị, không phải chỉ có một Bhattacharya, không phải chỉ có một Kisakotami, mà chúng ta biết rằng có nhiều nhiều tự Phật đã trải qua những nỗi đau, những niềm thương cảm rất lớn khi mà những người thân yêu ra đi. Nhưng mà từ lời dạy của Đức Phật, từ giáo pháp cao cả, những vị này làm những cuộc chuyển hóa và đã dùng những cái nỗi đau thành cái điểm tựa, thành một sức mạnh để bước vào cái ngưỡng cửa giác ngộ giải thoát, thành tựu được chánh trí. Sự chuyển hóa rất nhiều lắm, nhưng mà chúng ta ít khi quan tâm đến. Chúng tôi cũng biết có nhiều người bỏ ra nhiều tiền để đi gặp các vị bác sĩ tâm lý. Nhưng mà chúng tôi nói thật là bác sĩ tâm lý ở bên này thì họ có thể an ủi, có thể mơn trấn, có thể tạo điều kiện cho buồn người đã nói. Người khổ thì họ nói họ cảm thấy bớt khổ. Nhưng mà thì thật các bác sĩ tâm lý đó, không có ai có đủ cái can đảm để đưa bệnh nhân đối diện với cái bản chất thật của cuộc sống như Đức Phật làm. Bhattacharya khi mà đến gặp Đức Phật ở trong cái tâm thái cùng tâm loạn trí, và Đức Phật chỉ nói một câu rằng: con có biết rằng nước mắt mà con khóc vì sanh ly tử biệt đối với người thân ở trong vô lượng kiếp quá khứ nhiều như nước trong bốn bể không? Thì thưa quý vị, chúng ta thật sự rất là may mắn là Phật Pháp không phải là một hệ thống tín ngưỡng, mà chúng ta là người đi theo dấu chân của Đức Phật. Đức Phật dạy chúng ta nên có can đảm đối diện với sự thật, và làm thế nào để từ cái sự thật đó chúng ta thắp sáng được trí tuệ, từ sự thật đó chúng ta đủ sự can đảm, và nhờ sự can đảm này chúng ta bước vào cánh cửa giải thoát giác ngộ. Nói như vậy thì nghe đơn giản, nhưng mà thực sự nó không phải là điều đơn giản, bởi vì thật ra nó có hàng bao nhiêu thứ khúc mắc tế nhị lắm. Mở đầu cho buổi sinh hoạt ngày hôm nay thì muốn thỉnh Thượng Tọa Từ Sư để Thượng Tọa giải thích rằng trong cuộc sống mình phải phân ly với người thân
là một chuyện vốn không thể tránh. Nhưng mà có hai sự ngăn cách đối với người thân của mình. Một là sanh ly, hai là tử biệt. Tử biệt khi một người thân chút hơi thở cuối cùng và vĩnh viễn ra đi. Chúng ta đau khổ, một nỗi đau khổ cùng tận, nhưng mà ngắn hạn. Chúng ta nói tới sanh ly là một sự chia lìa. Một người đầu sông kẻ cuối sông, kẻ đông người Tây, kẻ nam người Bắc. Và thứ quý vị, sự xa cách đó đôi khi nó dịu vợi và nó gây không biết bao nhiêu nỗi đau theo thời gian. Cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay nhiều khi không phải là đi từ làng này sang tỉnh khác, đi từ miền này sang miền khác, và đôi lúc chúng ta đi từ quốc gia này sang quốc gia khác, từ châu lục này sang châu lục khác. Và những ngăn cách về không gian đôi khi nó được bù lại bằng FaceTime, bằng điện thoại, bằng những cái liên lạc mà khoa học kỹ thuật ngày nay cho chúng ta có được. Và rồi một câu hỏi mà chúng ta đặt ra là cái chết của một người thân có giống như là sự ngăn cách khi mà chúng ta đều còn tồn tại trên thế gian này nhưng mà không được gần nhau không? Nói theo trên từ xưa là sanh ly có khác với tử biệt không? Và những ảnh hưởng tâm lý đó nó như thế nào? Bây giờ xin thay mặt đại chúng đề thỉnh Thư Tòa Từ Siêu chia sẻ một vài cảm nhận của Thư Tòa về những này. Không biết Thư Tòa Từ Siêu có nghe được không? Nếu Thư Tòa Từ Siêu nghe được, xin Thư Tòa khoan nghĩ. Cảm ơn. Dạ, chị kính thưa sư. Nam Mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý tu nữ, quý Phật tử. Sự sanh ly tử biệt đối với người thường ở ngoài thì nó là một sự đau khổ có thể khiến cho người ta bất tỉnh, tuyệt vọng. Nhưng mà sự sanh ly tử biệt đối với một người có tu tập thì đó là thường. Nó cũng có một chút chạnh lòng, nhưng mà do khéo tác ý suy nghĩ đến lời dạy của Đức Phật thì chúng ta thấy sự sanh ly tử biệt nó cũng nằm ở trong cái sự luân hồi này, chứ nó không có thoát đi được, không ra khỏi dòng luân hồi được. Nhưng mà bây giờ chúng ta đứng khách quan trả lời cái câu hỏi ảnh hưởng của tử biệt có khác gì với sanh ly không, thì chúng tôi xin thưa với quý vị là cái đó là tùy theo mỗi một người, tùy theo mỗi người, mỗi một hoàn cảnh. Có người thì chẳng thà
sanh ly, còn có hy vọng là sẽ gặp lại. Chứ nếu tưởng biệt thì không. Như trường hợp tôn giả Rathapala, vì muốn xuất gia, Đức Phật ngài bảo rằng một người muốn xuất gia phải được cái sự cho phép của cha mẹ. Ngươi hãy về xin phép cha mẹ. Khi Rathapala đến xin phép cha mẹ cho mình xuất gia, thì thoạt đầu cha mẹ không chấp nhận, và Rathapala đã dốc lòng xuất gia nên tuyệt thực không phải ăn uống. Cha mẹ Rathapala mời bè thân hữu của công tử Rathapala đến để khuyên giải. Họ khuyên cũng không được. Cuối cùng thì họ phải nói với cha mẹ tôn giả Rathapala rằng thưa hai vị, nay Rathapala đã quyết chí xuất gia. Một là được đi xuất gia, hai là chết. Nếu nay ông bà chấp nhận cho Rathapala xuất gia, thì Rathapala một thời gian sau có thể trở về thăm quê hương, hai vị còn gặp mặt được. Nhưng mà nếu Rathapala tuyệt thực với cái sự cương quyết không thay đổi, thì nếu Rathapala chết thì kể như hai ông bà mất hẳn một người con, không bao giờ gặp lại được. Nghe như vậy thì cha mẹ của Rathapala suy nghĩ thông và miễn cưỡng chấp nhận cho Rathapala xuất gia. Thì trong cái tình huống đó, chúng ta thấy rõ ràng trong cái sự lựa chọn, thì người ta chọn chẳng thà sanh ly hơn là tử biệt. Bởi vì sanh ly quả đất tròn thì còn hy vọng có ngày gặp lại, nhưng mà tử biệt rồi thì người thân đi sang một cảnh giới khác sẽ không bao giờ gặp lại. Mà nếu có gặp lại chăng ở kiếp sau đó, thì mình và thân nhân cho dù có gặp mặt cũng không thể nhận ra được, không thể nhận ra được. Như trường hợp Bổn Quá Hộ Bổn Xẻng keo kiết không dám ăn xài dành dụm được hũ vàng, đem chôn giấu ở dưới gầm giường. Rồi trong giờ phút lâm chung, ông ta bị quyến lý tài sản đó nên đã chết sai lầm.
tôi cho con ở trong trong nhà, trong bụng chó cái ở trong nhà, và khi chó con sanh ra, lúc đó con trai của ông bá hộ này đã lên kế thừa cái tài sản. Mặc dù gia chủ tử này rất thương yêu con chó và nuôi dưỡng con chó đó, nhưng mà anh ta vẫn xem đó là một cái thú cưng, không có nhận ra được đây cha của mình. Cho đến một ngày kia, Đức Phật đi khất thực ngang qua cửa nhà ngày đứng đó, thì con chó nó ra nó sủa, thì Đức Thế Tôn ngài mới bảo rằng ông đã sanh lên làm con chó rồi, tại sao không biết thân biết phận lại còn sủa Như Lai nữa? Là ngài ngài đã dùng thần thông khai thị cho con chó đã nhớ được cái kiếp trước của nó là ông bá hộ chủ gia sản này, cho nên con chó nó buồn, bắt đầu nó im lặng và nó trở vào nhà nằm dưới gầm giường. Khi mà gia chủ tử đi công việc trở về, không thấy con chó ra mừng rỡ như mỗi khi, thì hỏi người nhà, thì người nhà cho biết rằng hồi sáng con chó có ra nó sủa. Samuel Gautama không biết Samuel Gautama đã nói gì với con chó, mà con chó nó im lặng, nó trở vào và nó nằm ở dưới gầm giường. Thì gia chủ tử đó liền đi đến chùa để hỏi Đức Phật ngài đã nói gì để cho con chó của anh ta bị buồn như vậy. Thì Đức Phật ngài bảo hãy dắt con chó đến, và lúc đó ngài khai thị cho con chó để cho nó hiểu ý ngài nói. Ngài mới bảo rằng này bá hộ, ông chôn giấu cái hũ vàng ở đâu trong nhà, ông hãy chỉ cho con trai của ông đi, đừng có nuối tiếc nữa. Thì con chó nó ngoe ngoải đuôi và nó dẫn đường cho người con trai gia chủ tử trở về nhà, và nó chôn xuống gầm giường, nó cào cấu nền nhà chỗ đó. Gia chủ tử liền cho đào cái ở phía dưới cái lớp lớp gạch, cải gạch lên và đào xuống dưới gầm giường thì có cái hũ vàng. Thì từ đó về sau, người gia chủ này, gia chủ tử này đã nuôi dưỡng con chó và biết rằng đó là hậu thân của cha mình, cho nên rất là tử tế với con chó. Thì thưa quý vị, cái sanh ly đó thì còn hy vọng có ngày gặp lại, và gặp lại còn có thể nhận ra được. Nhưng mà cái tử biệt đó, thì không có thể hy vọng gặp lại, và có gặp lại trước mắt đi nữa thì cũng không có thể nhận ra được. Cho nên trong hai cái câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng là cái sự khổ, cái ảnh hưởng tâm lý sanh ly nó khác hơn tử biệt. Tử biệt khác hơn sanh ly.
Nhưng mà cái đó thì cũng nói một cách tương đối, bởi vì tùy theo ở trong nhà, thí dụ như trong trước đây đó, chúng tôi cũng được nghe biết trong cái thời mà người ta đi vượt biên qua xứ người, vợ chồng chia cách, có những người đàn ông hay là những người phụ nữ, họ nghĩ rằng thà chồng chết hay là vợ chết thì vậy mẹ yên tâm hơn, còn khi tử biệt như vậy yên tâm hơn là một người ở lại một kẻ ra đi. Ông ta đi qua đến bên kia được, ông ta sẽ có vợ khác, không bảo lãnh mình, không đối hoài thì mình còn khổ hơn được. Còn có những ông thì bà vợ có cơ hội đi thì ông ta để đi như vậy, như mà ông ta cảm thấy khó chịu hơn là người vợ chết, bởi vì người vợ có thể qua bên kia và lập gia đình khác và quên hẳn ông ta bên đây đi. Ở trong số các Phật tử mình ở trên Sài Gòn cũng đã gặp nhiều trường hợp, một vài trường hợp đó rồi. Cho nên ở đây đó, cái ảnh hưởng tâm lý về sanh ly và tử biệt chúng ta cũng khó nói, và chúng ta khó đem cân có cái nào nặng cái nào nhẹ. Cái đó nó tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người và tùy theo cái tâm lý của mỗi người, thì cái đó là chúng ta tùy thôi. Nhưng mà ở đây đó, chúng ta chỉ cần nhớ một điều là dù sanh ly hay tử biệt, hãy mà piye hi vipayogo dukkho, hãy mà chia lìa người thân yêu là khổ. Chúng ta cứ nhớ vậy đi, cũng là cái khổ. Chúng ta quy vào một cái trạng thái khổ, khổ luân hồi hay là khổ đế. Còn bây giờ chúng ta cân phân cái nào nhẹ cái nặng nặng để chúng ta chọn, thưa quý vị khó chọn lắm. Một khi người ta không có mặn mà với người thân thì dù cho có sanh ly hay tử biệt thì người này họ cũng không có khổ gì lắm, không khổ. Còn khi mà họ quá yêu thương người thân đó thì sanh ly cũng khổ mà tử biệt cũng khổ. Đó là hai trường hợp. Trường hợp thứ ba là có người họ thương người thân, chẳng thà tử biệt đừng có sanh ly. Có người thì lại nghĩ rằng thà sanh ly chứ đừng có tử biệt. Cho nên ở đây chúng ta phải nói đến bốn trường hợp. Thì chúng tôi có một vài lời chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giới Đẳng vừa nêu. Nam mô Bổn Thầy. Sao thuộc cái rừng Thượng Tọa Thầy Sư. Mất Thượng Tọa Thầy Sư, trước khi đi sang phần thứ hai đó, xin Thượng Tọa nói thêm một điều là tại sao mà có những trường hợp mà khi người ta sống thì rất ít khi thăm hỏi, không biết tới. Nhưng mà khi nghe một người sắp chết hay là một người chết đi thì người ta lại rất là bấn loạn, người ta gấp rút đi tìm về. Và nếu nhìn thấy một người mà đi người sắp chết hay là một người đó mà quan tâm người chết thì mình cảm tưởng như là họ thương với nhau lắm, hay cái người sống thương lắm. Nhưng mà sao bình thường người ta không thương nhau, và lúc chết họ thương nhau, thì cái chuyện đó có phải là một tình thương giả dối hay là đó là cái bản năng tự nhiên của con người,
xin kính thỉnh Thượng Tọa Quang Thiện trở lại. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, cái tâm lý của chúng sanh ở trong đời nó cũng có nhiều cái trường hợp phức tạp, chúng ta không thể lường trước, không thể nói hết được. Bình thường có vẻ như là họ không thương lắm, nhưng mà khi nghe nói sắp chết ấy, họ quậy quả trở về bên cạnh người chết. Nó cũng có ba lý do. Thứ nhất là nếu cái người chết đó là một người có của ăn của để, có tài sản kết xù, và cái người kia họ nghĩ rằng họ có thể về kịp lúc để họ được chia phần gia tài, cho nên họ vội vã đi về. Cũng có, cũng có trường hợp thiên hạ biết cái sự quan hệ giữa hai người. Thí dụ như con cái bình thường nó không có đối xử tốt với cha mẹ gì lắm, nó không có gần gũi thương yêu cha mẹ lắm, nhưng mà khi cha mẹ sắp chết nó vội vã trở về vì nó nghĩ rằng nếu mà ta không về thì thiên đời họ chê khinh, họ mỉa mai là đứa con bất hiếu, cho nên vì không muốn bị mang tiếng như vậy cho nên họ phải về. Trường hợp thứ ba đó, là người đó họ quay trở về, có thể trước đây là họ không có thân tình, nhưng mà cho đến khi được nghe tin người này sắp chết thì lúc bây giờ một cái tình thương trỗi dậy, họ cảm thấy bị hụt hẫng, cảm thấy mất mát, cảm thấy không còn hy vọng để được gặp nữa, cho nên phải tranh thủ về để gặp mặt cuối cùng. Cũng có cái trường hợp thứ ba, thưa quý vị, còn bây giờ nói đến cái người có cái sự thân thương với người thân, khi nghe tin sắp chết họ ở xa, họ quầy quả trở về, thì cái trường hợp này rất là tự nhiên, bởi vì vì hoàn cảnh phải xa cách, nên khi mà cha hay mẹ hay họ hàng chú bác hay vợ hay chồng nghe tin cái người thân của mình sắp chết thì đương nhiên là họ phải quầy quả trở về, vì họ có cái sự luyến thương. Ở đây có mỗi một người nó có một cái suy nghĩ khác nhau, có cái hoàn cảnh khác nhau. Ở trong cuộc sống này chúng sanh cái tâm rất phức tạp, thưa quý vị. Và trường hợp này chúng ta chỉ bằng cách là chúng ta phân tích cái tâm lý xảy ra vậy thôi, chứ chúng ta chưa biết xác thực nó như thế nào, ngoại trừ như Đức Phật là Ngài biết rõ được cái tâm địa của chúng sanh, Ngài biết rõ được cái tâm địa của chúng sanh,
Cho nên trong những trường hợp này nói lên hoàn cảnh của mỗi người thì có chính xác. Còn như chúng ta chỉ phân tích ra để cho người khác hiểu và thấy trong cuộc đời nó có như vậy đó. Chỉ vậy thôi thưa quý vị. Chúng tôi được xin chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi của thượng tọa cho đánh về cái mô cái thầy. Sa thú cái trình thượng tọa tới sư. Thượng tọa Thượng Quyền ơi, thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Thượng Quyền đã ở trước máy, xin thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa Thượng Quyền, thượng tọa Thượng Quyền có nghe được không? Dạ. Thượng tọa Thượng Quyền chết chóc thì nó tạo ra sự tăng tốc, và tăng tốc thường là đau thương. Nhưng mà với một người tu, một người biết Phật pháp ấy, thì cái chết chóc nó có nhất thiết là tăng tốc không? Và điều đó có dẫn đến sự đau thương hay không? Hỏi câu này thì cũng xin lỗi thượng tọa Thượng Quyền, là bản thân của thượng tọa thì trong thời gian ngắn một vài năm qua đã có một số người thân ra đi. Thầy có như sư trưởng hay là sư huynh cũng ra đi, thì thượng tọa có thể chia sẻ một vài cái cảm nhận về cái tác động của tâm lý đối với sự chết chóc của người thân của mình. Xin kính thỉnh thượng tọa Thượng Quyền. Xe để sự tích đại dạy cái sự
sự tình nó xảy ra trước mắt cái chính mình cũng rất là lạ. Thứ ba, cái đám tang này vừa mà con phải đứng đầu cái chính mình để giải quyết, nó cũng là một điều phải nói rất là đầu để giải quyết tất cả mọi thứ. Lúc đó, đó thì sư cậu tấn đi nước ngoài lúc sư cậu tết cũng chỉ có sư huynh thì là tại chùa, còn vị sư tấn thì cũng đứng ra thành con cũng trách nhiệm lo luôn. Thì phải nói rằng là từ cái đó chúng ta mới thấy rằng phải nói rằng nhiều khi đi nghĩ nhớ lại phải nói rằng khi mà chết thì chỉ biết nhìn và biết rằng sẽ không còn gặp lại nữa. Đúng với đang gọi là những việc tập kích này không còn gặp lại lần thứ hai, chỉ là hư vô. Có lẽ là con là một trong những vị chỉ có để cái mặt thời của sư trưởng của sư huynh. Nhìn đó để cũng như là nó nhắc nhở họ một cái gì đó gọi là chúng ta cũng gặp những cái cuộc đời này nó rất là khổ, nó rất là buồn, nhưng cái đó là phải gặp nhận. Nó sự chấn động này nó rất là lớn. Chúng ta kiểu như là chúng ta cứ nghĩ là mọi chuyện nó đơn giản. Những lúc mà phải nói rằng là anh em huynh đệ là người thân được tập với nhau cái việc này, nhưng gặp nhau trong cõi vô thường chỉ cần giả tạm mà vẫn thương xuất ngoài, đúng là như vậy. Biết là giả tạm nhưng chúng ta vẫn thương xuất, cũng như ta rất là sợ, rất là sợ những người thân ra đi. Thì nói là cách sâu sắc hơn, mạnh hơn nữa, đối với các sư hiện nay không còn nhiều, với các sư mà kế thừa không nhiều, mà những cái lớp trẻ mà cứ nghe cái tin là cũng thích, với những con người thì tiếp tục giữ gìn, thì tiếp tục xây dựng, thì tiếp tục bảo trì lại ra đi. Đó là sự thật mà chúng ta không thể thay đổi, chúng ta phải chấp nhận. Người thân với việc người thân thì dù đó là thân thuộc của tình hay là thân quen, tất cả đó là gặp nhau cuộc đời này. Bởi vì đó thật chúng ta gặp nhau thì sống hết tình hết lý với nhau. Bởi vì một mai chúng ta chỉ dễ bị thấu nhận đừng bây giờ bị xấu, đừng bây giờ làm tiền người ta, đừng bây giờ mà gây gắn chức vụ với người ta. Một mai nếu như chúng ta không còn nhiệm vụ nữa thì quả thật một mai người đó không còn nhiệm vụ nữa thì chúng ta hối hận. Có thể nhận một chút, có thể chịu thiệt một chút mà chẳng có tốt chứ. Đó là những bài học của tôi. Tôi luôn luôn tâm niệm nhiều khi mà nó cũng thích, nhiều khi nó bị tội, nhưng thôi thanh tịnh đi, chứ sao bây giờ? Rồi tất cả nó cũng sẽ qua đi, rồi tất cả nó cũng sẽ không như vậy. Như những gì mà mình đang cho nó là như thế này, nó cho là như thế kia, nhưng là thật thì mình sẽ quý trọng đến đó. Cũng như là nếu chúng ta hiểu biết Phật pháp thì sẽ thuận duyên để chúng ta tiến bộ. Nếu mình duyên thì chúng ta biết lãng quên, biết buông bỏ, đi cấm xa đó. Bởi vì cái cần linh nó là như vậy. Tại sao mà cứ phải xa ghét lại gần những gì mà ta cảm nhận, những gì mà ta trong tầm tay của mình luôn luôn. Một khi mình có
biết đối. Một khi mình không biết tâm đối, tâm trọng, như là một khi một tay nó đã trôi xa rồi, cái tầm tay của mình thì hối hận đã mồm mài. Chúng ta luôn luôn được chấp thủ, luôn luôn được chấp ngã, và luôn luôn được đợi khó chịu. Nhưng mình phải nhớ rằng rồi tất cả mọi thứ nó cũng ra, rồi mọi thứ nó cũng đi ra. Nhưng chúng ta biết định như là sự vụ siêu nói nãy nè, kiếp sau gặp nhau mà nó có đủ thân mình nhớ lại đâu. Nào khó lắm. Nhưng nếu như chúng ta tạo tình yêu với nhau thì gặp nhau không nhớ, nhưng cũng không thể nhau, có thể tương tương, có thể là chúc nhau hoặc là thân ghét nhau. Chứ làm gì chúng ta tạo những cái nghịch đạo, những cái quán hồi để làm gì? Đó là sự như vậy. Nếu chúng ta có những sự bực bội, chúng ta vui sướng, chúng ta có những sự ấm tức, có những cái sự khấu thức ở trong lòng, tất cả xem như đó là một sự cải nghiệp. Đó là một sự sự tình nó diễn ra như thế. Rồi cho tất cả mọi thứ nó đều nó duyên hợp duyên tan, nó đến nó đi trong cuộc đời này và tự tập như vậy. Nó cuối cùng nó là nó đau khổ, nó buồn, chứ không thể nào mà nói và nói rằng bao nhiêu năm tháng tu tập qua mà nói rằng bây giờ mà mình còn kết quả, mình còn đau thương thì mình còn thật quá yếu đứng trên cái nhìn của sự tu tập. Nhưng được cái này cũng thành thật, phải nói thật. Và tới giờ này có đôi khi nhớ tới cũng vẫn còn tức, có đôi khi nhớ tới những cái hiện tại khổ khổ với những người thân thì có một chút gì đó để lại. Ngoài tưởng hoài niệm hay là sân quê quán rất là đậm đặc, rất là buồn. Mà cái buồn đó thì tự mình nó tự khởi sanh bằng tưởng truy, bằng cái sự nhớ lại. Và cũng từ cái sự nhớ lại đó phải là cái gì, nó là chúng ta đời sống của chúng sinh nó nặng như vậy. Chúng ta luôn luôn có lúc nào đó chúng ta sẽ nhớ lại một hình ảnh của người khác của mình. Mà nếu như những gì mà chúng ta cư xử xấu với chúng họ, sự với chúng họ là rất là không thật. Nếu chúng ta có sự tự xử xử tốt thì chúng ta sẽ được nhẹ nhàng hơn, tốt đẹp hơn. Nó cách khỏi đau thương, rất là cách khỏi đau thương. Chứ không thể nào mà chúng ta lại có một bình tâm, chúng ta lại có một cái sự nhẫn tâm được. Thì cái đó nếu như mà chúng ta tu tập một cách tức là thành tựu rất mạnh mẽ về cái sự suy quan nó cao cả thì chúng ta vượt qua trong cái sự chấp nhận. Các pháp nó là tôi này, các pháp nó vô thường, cái gì vô thường chưa được khổ đau, hoặc các gì khổ đau cho nó thật sự không thực hiện đủ với chính mình là như thế. Nó rất là buồn và mong rằng tất cả chúng ta khi có trải qua những khổ nạn này, khi trải qua những cái buồn đau này, chúng ta cố gắng thì chúng ta vượt qua được. Xem đó như là một cái đúng là xem đó như là một cái pháp quán của chính mình về quá trình tồn tại dài như vậy. Các pháp của duyên sinh phải sinh ra có, phải có hợp thì phải có tay, phải sanh ác phải có tử là tất nhiên. Và điều đó chúng ta không thể thay đổi được, nó là quy luật tuần hoàn. Giá trị của cuộc đời nó là như thế. Cảm thọ nó vô thường, mọi sự vật trong cuộc đời này đều di chuyển, đều luân chuyển theo một cái duyên của chúng ta. Thì ở đây chúng ta làm sao sống để tương thân tương ái với nhau tốt đẹp, để mai sau dẫu có cách xa, dẫu không còn gặp lại nữa, âu cũng là một kỷ niệm chân tình, một cái giá trị tốt đẹp nhất.
Sa thú cái rừng thư tọa tự quyền. Mà thư tọa tự siêu, không biết thư tọa có nghe được không? Nếu thư tọa tự siêu nghe được xin tỉnh, thư tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Một lần nữa xin được hỏi thư tọa tự siêu có mặt ở trước máy không? Quý Phật tử chờ chúng tôi một chút nhé. Dạ, xin hỏi chư tổ thầy siêu có câu hỏi trước máy. Siêu Nguyên Thông ơi, Siêu Nguyên Thông có mặt trước máy và nghe được không? Nếu Siêu Nguyên Thông nghe được xin, thì Siêu Nguyên Thông trả lời cho câu thảo luận chúng ta. Siêu Nguyên Thông, một người Phật tử bình thường, khi có thân nhân qua đời, và nếu hỏi Siêu Nguyên Thông là họ nên làm gì khi có người thân vừa mất, thì Siêu Nguyên Thông dạy họ làm gì? Xin thỉnh Siêu Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ, đối với chúng ta là những người mà tu học thì biết rằng cái sự chết đi là cái chuyện bình thường. Đức Phật giảng dạy rằng tất cả chúng hữu tình khi mà đã sanh ra là người đó chắc chắn là sẽ phải chết. Và cái sự họ mà chết mà sớm hay muộn gì đó thì tùy vào cái nghiệp duyên lúc trước họ đã xây dựng. Vì vậy cho nên thì con trong trường hợp đó thì con khuyên họ là làm đám ma đàng hoàng, và sau đó thì phải tạo những cái phước đức như là bố thí, phóng sanh hay là cung kính lễ Phật, để tạo ra những cái phước đức. Và nhờ cái phước đức đó mình hồi hướng cho những người thân mình đã qua. Thì cái đó là những lời dạy của Thế Tôn. Ngoài ra cái điều đó thì chúng ta sẽ không làm được gì cả. Là bởi vì chúng ta biết rõ rằng, thí dụ bây giờ trong room này đó, thì con là người sẽ chết trước. Là con năm nay 83 tuổi rồi. Thành ra là xưa nay có câu là nhân sanh là đời người thất thập và sống lên 70 tuổi. Cổ lai từ xưa đến nay hy là nhân sanh thất thập cổ lai hy, trên đời này mà sống được đến 70 tuổi là hiếm có rồi. Con là 83 tuổi là con thấy quá đầy đủ rồi. Thành ra đối với chúng ta thì giàu như thế nào thì cái chết đến với chúng ta thì chúng ta phải biết rằng đó là cái nghiệp, cái thọ mạng của chúng ta đến đó mà thôi. Rồi nếu mà chúng ta sẽ muốn mà sống lâu nữa thì kiếp này hay kiếp sau ráng cố gắng làm những cái thiện nghiệp. Mà thiện nghiệp ở Đức Phật giảng dạy rằng là vô tham, vô sân và vô si trong cái thân hành, khẩu hành và ý hành của chúng ta. Khi khởi lên phải là vô tham, vô sân và vô si. Thì trên trần gian này không có một người nào mà cái trí tuệ hơn một vị chánh biết tri. Cho nên Thế Tôn của chúng ta là một vị chánh biết tri, là lời nói của Ngài là chính xác và rõ ràng. Thì chúng ta nếu là cái người khôn ngoan thì chỉ có việc lắng nghe lời Ngài giảng dạy, hiểu rõ lời Ngài giảng dạy, ghi nhớ và hành theo những lời Ngài giảng dạy mà thôi. Thưa Sư, đó là những sự hiểu biết của con. Tuy nhiên vì con là một chúng sanh vô minh, con thỉnh mời Sư Phụ trở lại mai và để giảng giải thêm những câu hỏi mà Sư Phụ đã đặt ra để chúng con để hiểu thêm. Và đạo tràng này sẽ hưởng những cái lợi ích, cái trí tuệ của Sư Phụ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời Sư Phụ trở lại mai và con chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Con thỉnh mời Sư Phụ. Sa thú kính trình Sư Nguyên Thông. Và bạch thưa tổ sư, thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tổ sư đang ở trước máy, xin thượng tọa hoan hỷ cho biết. Thưa vì có lẽ là thượng tọa tổ sư không có mặt ở trước máy, chúng tôi xin được tiếp theo lời của chư tăng để có vài điểm chia sẻ với quý Phật tử. Trong phần này thì chúng tôi muốn nói có tính cách thời thực tế một chút xíu. Là bởi vì chúng tôi gọi là thực tế là bởi vì thông thường chúng ta hay có hai cái quan niệm tương đối là trái chiều với nhau khi gặp những người mà đang phải trải qua cái cảnh sanh ly tử biệt. Thứ nhất là chúng ta phân ưu, túng nghĩa, nghĩa là chúng ta chia buồn, chúng ta buồn giùm cho họ,
thậm chí đôi khi chúng ta rơi nước mắt, chúng ta than thở giùm cho họ, chúng ta khổ với họ. Và có nhiều người lại thấy rằng mình nên tụng một cái bài kinh như Sấm Hồng Trần rất là cảm động, hay là mình đọc một bài thi buồn mà bài điếu văn này nó lâm ly bi đắc, để cho người cho thân, cho tan quyến buồn thêm, và họ nghĩ như vậy là một cách tốt. Nhưng mà thưa quý vị, cách đó thì nó lại rơi vào trong trường hợp là người ta đã buồn, đã khổ, thì mình lại làm cho người ta buồn khổ nhiều hơn. Nói cách khác là nhiều khi cái cách làm của chúng ta nó giống như trường hợp người ta sát muối vào vết thương, rất là đau. Và có cách thứ hai nữa đó, cách này thì nó có vẻ như là thiền đúng bộ nhiều hơn, là chúng ta thẳng thừng để nói với những người đó rằng cái chuyện sanh tử là thường sự, có sanh thì phải có tử, có khứ có lai, thành ra mình xem như là cái chuyện đó không có gì, theo một cách nói rất là thiền hay cách nói rất là triết học. Thưa quý Phật tử, đúng ra nếu chúng ta đọc vào trong kinh điển đó, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài cũng có cái thái độ an ủi chúng sinh. Thỉnh thoảng bên cạnh cái việc mà thắp sáng cái trí tuệ của chúng sinh, chúng tôi lấy một cái ví dụ là bà Visakha là một đại thí chủ, một đại nữ cư sĩ, đến chùa đã lấy Đức Phật, bà hơi tiêu tụy, buồn khổ. Bà Đức Phật hỏi thì bà nói rằng tại bà có một người cháu cưng, rất cưng, mới vừa qua đời. Bà là vị thánh tu đạo Phật, bà là một người rất gần với Tam Bảo, mà Đức Phật Ngài cũng phải nhắc em. Ngài hỏi và Ngài nhắc bà về một sự việc. Tại vì khi Ngài hỏi rằng bà có muốn thêm, có thêm nhiều đứa cháu không, thì bà nói rằng vâng, bà rất thương đứa cháu cưng đó, và nếu có được số đông cháu như người trong thành xá vệ đó, thì cũng tốt. Thì Đức Phật Ngài, Ngài lại thức tỉnh bằng cách là Ngài nói rằng nếu mà con cháu mà đông như là dân trong thành xá vệ, mà thấy ngày nào có người chết, vậy ngày nào mình cũng khổ hết. Và điều này làm cho bà bừng tỉnh lại. Đó là một cách, nhưng không phải Đức Phật Ngài luôn luôn làm như vậy. Ngài luôn, không phải luôn luôn làm như vậy, mà nhiều lúc thứ vì Đức Phật Ngài nói lên một lời chia sẻ. Ví dụ như Suppavasa là một tín nữ bị bệnh, thì khi nhờ người chồng đến để đánh lễ Đức Phật, thì Đức Phật cũng nói rằng mong Suppavasa được sự an lành. Và ở đây chúng ta nên nhận ra điểm này, là Đức Phật Ngài thể hiện tâm bi mẫn, thương xót chúng sanh đau khổ, và Ngài cũng khuyên chúng ta nên có tâm bi mẫn đối chúng sanh khác. Chúng ta không nên coi thường cái cảm giác của người khác. Chúng tôi thấy rằng có nhiều lúc một vài vị sư đó có cái tính hay phủ nhận tất cả những cái giá trị của cầu siêu, của hồi hướng công đức, mà cứ nói rằng hay cái gì nặng thì nó chìm, cái gì nhẹ thì nó nổi, rồi cái người đó làm ác rồi thì sống như vậy, hay họ không biết đạo rồi mình cầu nguyện cũng vậy thôi. Chứ tôi không nói là vị đó nói một cái sai hoàn toàn, nhưng mà thưa quý vị, chính ra thì ở trong lời nói đó nó cũng không có tuyệt đối. Và ngoài cái chuyện mà nghĩ đến cho người mất, thì chúng ta cũng nên nghĩ đến cho người sống. Tại vì cái kinh nghiệm mà chúng tôi thấy rằng khi một người mất đi mà thân nhân rất là thương, mà có thể tổ chức tang lễ, thân nhân có thể tạo phước để hồi hướng, thân nhân có thể tụng kinh được, thì chính những cái nghĩa cử này của người còn hiện tiền đó sẽ giúp cho họ vơi đi sự đau khổ.
Nếu mà thân nhân mất đi mà mình hoàn toàn bất lực không làm gì được hết, giống như một cái ly bị bể, đập xuống bị bể, hay là một ít sữa ở trong chén đổ ra rồi hoàn toàn không thể nào lấy lại được, thì thứ gì chúng ta biết nỗi khổ rất là lớn. Đặc biệt là sống trên quê hương Việt Nam, một cái đất nước mà trải qua rất là nhiều những năm tháng của chiến tranh, của chết chóc, có sống có cảm nhận trong cái thời gian đó. Ngay cả gia đình chúng tôi đó, thì thân phụ chúng tôi cũng mất vì chiến tranh, và chúng tôi có thể cảm nhận một cách rất là thấm thía là một khi người thân ra đi đó, thì hầu như là những người còn lại luôn luôn mong mỏi là mình vẫn còn có thể làm được cái gì đó cho người quá vãng. Và chúng ta có nhiều bài kinh như kinh Silovata ở trong Trường Bộ Kinh, mà ở đó Đức Phật Ngài dạy rằng người con đối với cha mẹ thì có 5 điều nên làm. Ở trong đó có điều là sau khi cha mẹ quá vãng nên tạo phước để hồi hướng. Chúng ta đọc ở trong Khuttaka Nikaya, kinh bên kia bức tường, và chính vì là kinh hồi hướng vong linh, và Chư Tăng thường tụng trong cái bài Tirukunde, thì chúng ta cũng thấy rằng Đức Phật dạy rằng những thân nhân quá vãng mà khi mà đi sanh một cảnh khổ thường nghĩ đến thân bằng quý thuộc của mình, và nếu hữu duyên hữu phước được thân nhân hiện tượng hồi hiện tiền hồi hướng công đức thì đó là một cái điều lợi lạc cho người nhận được phước hồi hướng và người hồi hướng công đức. Như vậy thì hẳn là Đức Phật Ngài dạy chúng ta là chết là hết, hay chết không nên làm gì. Và thứ gì Đức Phật Ngài có nói lên những sự thật về vô thường, khổ vô ngã. Nhưng mà Ngài cũng dạy chúng ta sự cảm thông, Ngài dạy chúng ta khởi tâm bi bận, chứ không có nghĩa là mình dùng những cái sự thật đó để mình dội cái gáo gáo nước lạnh vào mặt người khác. Không phải là mình dùng cái đạo lý giáo pháp để mà mình đối xử như là cục đá, như là cây thông và vô tri vô giác. Chúng ta là con người, và nếu chúng ta thì vì cái tấm lòng dành cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau, trợ duyên lẫn nhau, thì chúng ta phải trợ duyên lẫn nhau như là một con người. Tại vì sao vậy? Tại vì thứ gì, đôi khi chúng ta sống trong thế giới của lý lẽ, của đạo lý, của triết học, thậm chí của Phật Pháp, chúng ta quên hẳn đi chúng ta là những con người. Là con người, con người thì có cái cảm thọ, có cái vui buồn, có những cái đau thương trước sự mất mát, mà chúng ta nên hiểu điều đó, ghi nhận điều đó, chứ chúng ta không nên phủ nhận điều này. Và rồi có một điểm khác mà chúng ta đọc ở trong kinh điển là tất cả những người hành trình dẫn đến giác ngộ giải thoát mà chúng ta gọi là Bồ Tát Bodhisattva, thì những vị này đều là những người sống với một cái sự cảm thông sâu sắc nỗi khổ chúng sanh khác. Chúng ta sống trong đời mà không bao giờ biết cảm thông, mà chỉ đặt vấn đề lý lẽ thôi. Thưa quý vị, thật ra chúng ta sẽ tạo nên sự nghiệt ngã cho mình và cho người khác. Chúng tôi sống ở Mỹ, chứ bây giờ có một cái thời đại mà con người đối với nhau một cách thiếu cái sự cảm thông như thời đại ngày hôm nay. Lấy một ví dụ là đại dịch xảy ra, thưa quý vị,
những bên tin là có COVID, một bên tin là đó là đột phá chính trị. Có những bên tin là khẩu trang giúp, bên tin là khẩu trang không giúp. Có bên tin vào thuốc ngừa, mà bên tin không thuốc chủng ngừa. Cái bên không tin vào thuốc chủng ngừa đó, thì họ nêu lên lý do là chích ngừa là cái gì nó liên quan đến thân thể của tôi, và tôi hoàn toàn có thẩm quyền trên thân thể của tôi. Thật ra thì nói như vậy đó, thì nó cũng không có hẳn có lý hoàn toàn, mặc dù ngày hôm nay nó là một chân lý đối với nhiều người Mỹ. Bởi vì thứ quý vị, thật sự người Mỹ họ có chích ngừa. Họ có chích ngừa giống như ngừa sốt xuất huyết, hay là ngừa phong đòn gánh, có nhiều chích ngừa đó. Hồi xưa thì không đến nỗi, nhưng bây giờ chích ngừa nó trở thành một vấn đề, nó mang nặng cái gọi là cái tính lý tôn giáo. Và quý vị chờ chúng tôi một chút nha. Dạ hello. Thì thưa quý vị, chúng ta thấy rằng những người mà không tin vào chích ngừa đó, thì đồng ý là đó là sự lựa chọn cá nhân. Nhưng mà cho đến nay người ta nói rằng hệ quốc gia nào mà cái tỷ lệ chích ngừa càng thấp đó, thì cái sự lây lan nó càng mạnh. Và chúng ta là người chịu trách nhiệm về cái những cái biến thể như Delta, Omicron. Nếu chúng ta chịu khó chích ngừa với số đông, người ta nói tối thiểu là trên 75% đó, thì chúng ta có khả năng miễn nhiễm rất lớn. Nhưng mà thật sự thưa quý vị, ở tại Mỹ hôm nay theo thống kê những người lớn chỉ có 58% là có chích ngừa đầy đủ thôi. 58% thôi, không phải là thiếu thuốc, mà là vì quan điểm cá nhân, vì quan điểm chính trị. Thì thật ra đôi khi chúng ta sống thì chúng ta cũng phải suy nghĩ lại. Đó là sự lựa chọn, đó quan điểm của mình, nhưng mà nó có hợp hay không. Và chúng tôi cũng nghe có những người mà họ binh vào thuốc cái vaccine đó, thì họ tức giận và họ nói câu, họ nói là hãy để cho những người không chích vaccine nó chết đi, tại vì đó là sự lựa chọn của họ, và không nên cứu chữa ở tại các phòng cấp cứu, và họ chết đi thì sẽ bớt đi những người cuồng tín. Thì cái thái độ đó cũng là thái độ cực đoan. Thật ra chúng ta sống trong một thời đại mà càng ngày sự cảm thông càng ít, càng ngày con người càng gay gắt với nhau nhiều hơn. Thì quý vị thấy, cái này là cái khó của cuộc sống. Chúng ta là con Phật á, phải làm sao để chúng ta đi tới một cách có lý lẽ, đi tới biết nghĩ cái gì là hợp tình hợp lý, nhưng mà đồng thời có lý cũng phải có tình nữa. Chứ nếu chúng ta chỉ có lý mà không có tình, thì thật sự thế giới này nó không có nghĩa gì hết. Chúng ta cứ chạy theo lý lẽ đi. Con người tại vì chạy theo lý lẽ đã giết hại lẫn nhau, đợi nhân danh tôn giáo, đợi nhân danh chủ nghĩa để mà tàn hại lẫn nhau, rồi cuối rốt cuộc đi về đâu? Không đi về đâu hết. Vì vậy, ở trong lý lẽ thì cũng nên có một điều rằng chúng ta nên sống có một thực là tình người. Ở trong tình người thì Đức Phật ngài dạy là ai cũng thương bản thân của mình hết. Và mình hiểu lý lẽ đó thì mình không làm khổ người khác. Mình muốn sống bình yên, người khác cũng muốn sống bình yên. Mình muốn được tôn trọng, người khác cũng muốn được tôn trọng. Mình muốn đời sống an lành thì mình cũng người khác cũng được an lành. Thật ra chúng tôi thương như vậy là chúng ta phải rất là cẩn trọng. Chúng ta nên tôn trọng văn hóa, nên tôn trọng truyền thống, nên tôn trọng cái phong tục. Chúng tôi rất là sợ có một số chư tăng, đặc biệt là hồi nhỏ chúng tôi vào chùa, chúng tôi sống với chư tăng bên Nam Tông á, thì có nhiều vị là thẳng thừng lắm, và rất là thẳng thừng. Thí dụ như là ngày Tết Phật tử đi chùa, họ chúc Tết các vị này, các vị nói Tết là già thêm, chứ bắt bớ gì mà phải chúc mừng. Chúng tôi nói trên phần lý lẽ vì nó không có sai.
ngày Tết đến chúng ta thêm một tuổi thì chúng ta già thêm, vì chúng ta quên đi một điều rất là quan trọng là những cái gì tốt đẹp mà cầu mong cho nhau nó cũng là một từ tâm từ, nó cũng là điều tốt và nó cũng là một phong tục rất đẹp. Thay vì người ta chửi nhau thì người ta nên chúc những lời chúc tốt cho nhau, thì chuyện đó không có chuyện gì mình phải đồng phản đối, phải phản đối một cách gay gắt, kịch liệt. Dĩ nhiên là ở trong một bối cảnh nào đó chúng ta có thể nói, chúng ta sẽ xây dựng, nhưng mà đại loại ở bên ngoài thì cái phong tục đó, những lời chúc lành đó có thể chấp nhận nhau được. Cũng giống như thưa quý vị, người Việt Nam qua Mỹ đó, có những người đó mà họ gặp người Mỹ họ cứ hỏi là how are you, là anh khỏe không, thì những người này đâm ra nổi nóng, nói rằng ông mới gặp tôi mỗi ngày đi làm gặp nhau có hỏi how are you. Thưa quý vị, cái chuyện này chẳng có gì thắc mắc hết. Tại vì sao? Tại vì đó là văn hóa. Giống như người Việt Nam gặp nhau ăn cơm chưa hay ăn sao rồi thì mình cứ chấp nhận vậy thôi, chứ cũng có chuyện gì phải giận dữ. Và cuộc sống đó, chúng tôi thưa rằng sanh ly tử biệt là một hiện tượng lớn. Với một người mà có thân nhân quá vãng đó, đó là một cái thời khắc mà trong lòng có nhiều thương cảm. Chúng ta nên tôn trọng điều đó. Chúng ta nên trọng. Về điểm này chúng thấy người Tây Phương họ có cái văn hóa rất là hay. Là ví dụ như họ đến đám tang, họ thường giữ im lặng, một sự im lặng dành để nói sự tôn trọng người quá cố, chứ không phải là mình nó ồn ào giống như người cũ. Cái người đó có thể là con, là cháu người bình thường, nhưng cái quan tài, cái di thể người ta được đưa vào trong nhà nguyện thì mọi người đứng dậy như là một nghĩa cử để tôn trọng cái người nằm súc. Cái đó nó cũng là cái hay. Nếu trong cuộc sống của chúng ta, thưa quý vị, mà chúng ta không có đủ cái sự tôn trọng và không đủ sự cảm thông cho nhau thì điều đó điều đáng tiếc lắm. Tại nói cho cùng đó là văn hóa, đó là cái đẹp, đó là thuần phong mỹ tục, đó là những gì mà chúng ta nói rằng nó mang lại cái năng lực tích cực cho đời sống. Chúng ta rất nên gìn giữ những điều đó, nên tôn trọng điều đó, chứ không phải là lý lẽ mà phủ bác. Chúng tôi thưa quý vị là đôi khi Đức Phật Ngài có những cái lời dạy rất là thẳng thắn, đến nỗi mà chúng ta cảm tưởng nặng nề. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng, tại vì Đức Phật hiểu rằng Ngài có thể dùng điều đó để chuyển hóa con người đó. Có những trường hợp khác thì không. Chúng tôi muốn kể quý vị nghe một cái câu chuyện nó hơi ngoài đề tài một chút, nhưng mà để quý vị thấy cái thái độ của Đức Phật. Tỳ kheo trẻ tên là Bê Kỳ Giá xuất gia với Đức Phật. Được xuất gia với Đức Phật, mình tu với Đức Phật là một chuyện rất tốt. Được theo chân Đức Phật là một chuyện, một cái diễm phúc. Nhưng vị này không nhận ra như vậy. Vị này rất là muốn tu. Có một lần đi với Đức Phật, đi ngang một cái khu rừng, đúng là cái vườn xoài rất là u tịch, cây cao bóng mát rất là thoải mái. Thì vị này thưa với Đức Phật là con muốn vào trong rừng ở 3 tháng mình nhập hạ đó. Thì Đức Phật Ngài khuyên là khoan, chưa phải lúc thích hợp. Tại vì sao? Vậy vị này đang theo làm thị giả Đức Phật là một, và Đức Phật Ngài cũng biết là cái căn tính vị này cũng được. Nhưng vị này nhất định không cãi lời Đức Phật, và nói tới 3 lần thì Đức Phật Ngài được Ngài cứ đi, hãy làm cái gì là hợp thời, nghĩ là hợp thời. Ở trong 3 tháng đó thì Tỳ kheo Bê Kỳ Giá rơi vào một trạng thái gọi là tâm khoan phục. Rơi vào trạng thái bởi vì vị này nóng lòng tu nhưng mà lại không có căn bản. Tức là cái người chưa học lái xe mà đòi lái xe rồi, cái người chưa chuẩn bị tốt mà đòi lập hành trình rồi. Và sau 3 tháng thì trở lại bạch Đức Phật, thì Đức Phật Ngài giảng về tâm khoan phục. Và sau đó thì Tỳ kheo Bê Kỳ Giá được lãnh hội mà có những thành tựu trên đời sống tinh thần. Chúng ta sẽ hỏi rằng tại sao Đức Phật Ngài không dạy sớm hơn? Khi mình Tỳ kheo sinh đi như vậy, Đức Phật Ngài dạy là không được, Ngài cấm đi. Không, Đức Phật không làm như vậy. Ngài mà không được thì thôi, Ngài vẫn để mình đi. Chúng tôi thưa quý vị rằng cái tâm của con người nó kỳ khôi lắm, thưa quý vị.
Không phải tâm người khác, nhưng tâm của chúng ta nó kỳ khôi lắm. Đôi khi cũng cái chuyện đó, đôi khi cái pháp đó, mà lúc đó thì chúng ta không lãnh hội được đâu. Chúng ta phải đi một đường vòng, một đường vòng rồi sau đó trở lại chúng ta mới có tiến bộ. Giống như Upaka, sau khi Đức Thế Tôn thành đạo, trên đường đến vườn Lộc Giả thì Đức Phật gặp Upaka, và Ngài cũng đã nói với Upaka biết về sự giác ngộ, biết về phiền não. Nhưng Upaka chỉ nói rằng hy vọng là như vậy rồi bỏ đi. Về sau này Upaka không tu nữa, lập gia đình với một cô con gái người thợ săn, rồi nản lòng, rồi ra đi, rồi tìm về trúc gặp Đức Phật. Thì lúc bây giờ Upaka mới trở thành một vị tỳ kheo và mới chứng đạo quả. Quý vị thấy không? Con người của chúng ta đó, không phải ai đi vào cái nẻo đạo cũng đi đường thẳng hết. Có những người đi đường vòng, đi đường cong. Và chúng ta phải chấp nhận. Đức Phật là bậc thầy, Ngài là đấng vô thượng điều ngự, thiên nhân chi đạo sư, mà Ngài còn phải chấp nhận thì nói gì chúng ta? Do vậy, thưa quý vị, chúng ta cứ sống, và sống một cách nhẹ nhàng. Nếu chúng ta có học Phật Pháp, chúng ta có hiểu đạo lý thì chuyện đó tốt. Nhưng mà đối với những người mà đang đau khổ thì một điểm rất là cần, ai cũng vậy, người ta cần sự thông, cần sự an ủi, cần sự chia sẻ. Không có lý gì mà chúng ta quá cực đoan, để dùng cái quan điểm cực đoan của mình mà chúng ta quên đi cái nỗi đau của những người đó. Nhiều khi chúng tôi nghe một vài vị thấy người ta khổ, mình càng nói cho người ta khóc. Họ nghĩ rằng chuyện đó đúng, nhưng mà thật sự nó không đúng. Cũng có những vị khác thấy người ta khổ thì mình lại đem Phật Pháp ra mình nói, giống như là cái chuyện mà buồn thương đó, cái sự thương cảm, thạ cảm đó là vô minh, là u mê. Cũng phải là như vậy. Chúng ta là con người thì chúng ta nên hiểu rõ và chấp nhận lẫn nhau, thì điều đó nó vẫn đẹp hơn. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử ở trong phần thứ tư, là chúng ta nên an ủi cho người mà trải qua những cái đau thương của sanh ly tử biệt thế nào. Hy vọng là có chư tăng khác cùng vào thì chúng tôi sẽ thỉnh quý Ngài giảng qua phần sau cùng. Quý vị chờ chúng tôi một chút nha. Và nếu không có gì nào thì chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập đến phần của bài học ngày hôm nay, là chúng ta nên chuẩn bị như thế nào về cái chết của chính mình. Bởi vì tất cả chúng ta sẽ phải ra đi. Quý vị chờ chúng tôi một chút. Ô, dạ thấy có thiền tòa thực siêu rồi. Xa thú. Mà thiền tòa thực siêu ở trong phần cuối cùng của chương trình ngày hôm nay đó, chúng ta nói về cái việc chuẩn bị về tâm lý, chuẩn bị về sự tu tập, chuẩn bị để đối diện với cái chết của chính mình. Thí dụ như chúng ta gặp một vài trường hợp là một người bị bệnh trên giường và cái chết nó đến từ từ, thì thiền tọa có lời khuyên gì là chúng ta nên chuẩn bị thế nào đối với cái chết của chính mình? Kính thưa thiền tọa. Nam mô Phật thầy, kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử. Nó có nhiều cách để chúng ta chuẩn bị cho cái chết chính mình. Tùy theo cái khả năng và trình độ tu tập của người đó, đối với một người khi mà họ đang chờ đợi cái chết, nhưng mà họ còn nghe được, còn suy nghĩ được, nói chung tức là còn tỉnh táo
thì mình khuyên họ nhìn cái cảm giác của cảm thọ sanh diệt, nó đến dần 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 dần, tức là nếu người đó có khả năng tu tập chánh niệm thì khuyên họ có chánh niệm với sự diễn biến của danh sắc. Khi mà cái chết nó đến từ từ, nếu với một người mặc dù họ không có khả năng tu tập nhưng mà biết người này trước đây họ đó có làm một cái công đức, một cái phước báo như là bố thí hay giữ giới, thì mình khuyên họ nhớ lại cái công đức của mình đã làm, ở đây trong cái bài học thì đưa ra một vấn đề là chuẩn bị cái chết cho chính mình. Nhưng khi nãy cái câu hỏi vừa thượng tọa đã đẳng nêu lên là gặp người mà họ sắp chết mình sẽ có cái lời khuyên như thế nào, thì trong hai câu hỏi đó, trong hai vấn đề đó nó khác biệt với nhau. Cho nên chúng tôi mới vừa nói là nói trong trường hợp là mình hộ trì niệm cho cái người sắp chết. Còn bây giờ khi mà chúng ta đặt vấn đề là chúng ta chuẩn bị cho cái chết của mình, thì cái đó là tùy theo mỗi người chúng ta mạnh về đức tin thì chúng ta nên an trú niệm tưởng về Đức Phật, về giáo pháp, về chư thánh chúng. Người mạnh về cái sự tinh tấn làm thiện thì người đó, mình mạnh về cái tinh tấn làm thiện đó thì mình nên tác ý nhớ lại những cái thiện sự mình đã làm với cái tâm hoan hỷ như bố thí trì giới v.v. Hoặc là chúng ta là người đã quen về cái pháp tu thiền quán, nặng về tuệ đó, thì để chuẩn bị cho cái chết là chúng ta nên suy xét có thân đây phải bị già không thoát khỏi sự già, phải bị bệnh không thoát khỏi sự bệnh, phải bị chết không thoát khỏi sự chết. Và tự nhắn nhủ rằng từ quá khứ luân hồi đến bây giờ ta đã sanh ra, đã già, đã bệnh, đã chết không biết bao nhiêu lần, thì đây cũng là một trường hợp thông thường thôi, không có gì phải sợ, phải tự trấn an như vậy. Và như vậy thì một người
họ sắp chết, họ phải chuẩn bị cho mình ba việc. Một, lấy cái niềm tin mà mình đã có sẵn và dựa vào niềm tin đó để giữ tâm an tịnh. Thứ hai là nếu mình đã từng bố thí trì giới và làm các hạnh lành khác thì mình dựa vào những cái công đức, những cái thiện sự đã làm để làm cái điểm tựa tinh thần. Chúng ta nương tựa trong lúc chúng ta sắp chết. Và thứ ba thì chúng ta dựa vào khả năng tu tập chánh niệm và tỉnh giác. Khi quý vị nghe nói như vậy thì quý vị nghĩ rằng ồ, cái chuyện đó thì quá dễ, nghe nói không có cái gì là khó khăn cả. Nhưng không thưa quý vị, nói thì dễ đó, nhưng khi mà chúng ta cận kề với cái chết, cái sự hốt hoảng sợ hãi, cái sự bấn loạn tâm thì nó sẽ trỗi dậy, nó chiếm ưu thế hơn. Khó để chúng ta an trú với một cái trạng thái tâm bình, bình an, bình yên. Chính vì thế, ngay bây giờ khi đang còn sống, chúng ta phải tập cho mình một sự thuần thục, một sự điêu luyện ở trong cái trạng thái tâm an trú. Ngoài cái việc bố thí trì giới ra đó, Đà Nam Bây Gia Phụ Chá Kỳ Vô Bá Thú là phước nghiệp sự bố thí chúng ta làm, hay là Si Lá Ma Gia Phụ Chá Kỳ Vô Bá Thú là phước nghiệp sự trì giới mà chúng ta làm. Ngoài hai cái đó ra thì Phá Quá Na Ma Gia Phụ Chá Kỳ Vô Bá Thú là cái việc mà tu tiến cũng rất cần thưa quý vị. Tu tiến nó có hai cái thứ đề mục, gọi là samatha, kamathana là đề mục chỉ, đề mục thiền chỉ, vipassana kamathana là đề mục thiền quán. Trong cái đề mục thiền chỉ đó, bốn mươi đề mục, mười đề mục biến xứ kasina, nhưng mà trong giờ phút lâm chung đó, chúng ta không có đủ điều kiện để chúng ta tu tập cái đề mục biến xứ rồi, ngoại trừ những vị đã chứng thiền bằng cái đề mục biến xứ kasina. Mười đề mục tử thi hay là mười đề mục bất tịnh asupa, trong giờ phút lâm chung, sắp lâm chung, chúng ta cũng không có khả năng, không có thời gian, chúng ta không có điều kiện để chúng ta nhìn quan sát cái tử thi khác. Cho nên chúng ta bỏ qua 20 đề mục đó. Nhưng mà 10 đề mục tùy niệm Anusati thì hàng ngày chúng ta nên tu tập cho nó thuần, là tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm giới của mình,
thì niệm thí cái hành xả tài của mình, tùy niệm thiên là suy tưởng về ân đức chư thiên, cái hạnh, cái công hạnh của các vị sanh của trời đó. Rồi mình xét lại, đối chứng lại với cái công hạnh mình đã làm, như là đức tin, bố thí, trì giới, hay thính pháp, hay trí tuệ, mình cũng có những các vị chư thiên, vân vân. Rồi tùy niệm về sự chết, niệm thân thể trược hay là thân hành niệm, niệm 32 thể trược là 8, cộng thêm với niệm đặc tính của niết bàn hay là niệm hơi, vừa rồi niệm hơi thở là 10 niệm 1 niệm. Khi mà chúng ta thuần thục cái đó, nó cũng có lợi ích cho chúng ta khi mà giờ chết, giờ sắp lâm chung, còn những niệm một như là phân tích tứ đại, phân tích bốn đại, hay là niệm suy tưởng về cái sự đáng dùng gớm của vật thực, thì mấy cái đó chúng ta tạm thời dùng trong lúc mà chúng ta thọ thực để ngăn trừ cái lòng tham thôi. Thì ở đây khi mà chúng ta nêu ra những cái đề tài mà chúng ta tu tập đó, thì ở trong đó 10 điều mục tùy niệm cộng thêm với địa mục quán tứ đại, phần chất tứ đại, cái đó nó cũng cần thiết cho chúng ta trong dịp phút lâm chung. Nói chung tức là những địa mục nào mà chúng ta cảm thấy rằng chánh niệm sẽ được gắn bó khích khao, thì chúng ta nên tập trung vô đó. Rồi một cái địa, còn nói về thiền quán, cái đề mục thiền quán, bây giờ chúng ta suy xét về danh sắc, qua ngũ quẩn, qua 12 xứ, 18 giới. Khi mà chúng ta suy xét danh sắc đó, chúng ta nhận ra được cái sự sanh diệt của danh sắc, hay là quán vô thường, khổ đau, vô ngã đối với danh sắc. Thì hàng ngày chúng ta tu tập thiền chỉ và thiền quán với các cái đề mục như vậy đó, thưa quý vị, nó cũng có tác dụng giúp cho chúng ta trong giờ phút lâm chung, chúng ta có thể kịp thời để chúng ta giữ tâm yên tĩnh. Chúng ta chuẩn bị trước là vừa. Còn nếu như mà chúng ta đợi cho đến khi gần lâm chung thì lúc đó chúng ta mới chuẩn bị, thì như vậy sợ nó không kịp, vì cái tâm này nó yếu đuối lắm. Bình thường chú tâm chánh niệm tỉnh giác còn chưa được sâu sắc mạnh mẽ, đừng nói chi là giờ phút lâm chung. Do đó chúng ta phải được lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại lần, thì chúng ta mới có thể giữ được cái trạng thái tâm bình ổn trong lúc sắp chết. Người nào mà vào phút lâm chung tâm được an tịnh, không có tán loạn, không có hốt hoảng, không có bị dính mắc, hối tiếc, thì như vậy cái sự tái sanh của người đó sẽ đi đến chỗ tốt đẹp. Còn nếu như người nào tinh thần bấn loạn lúc lâm chung,
có thể là cái sự tham luyến nuối tiếc nó khởi lên khi mà mình tham luyến về tài sản hay về con cái, người thân, hoặc là chúng ta khởi lên cái niềm hận thù, những cái mối thù chưa trả được, bị ám ảnh cái đó đó, thì nó cũng sẽ làm cho tâm bị bấn loạn, và nó dẫn đến cái sự tái sanh cảnh giới không tốt đẹp. Chúng ta nên suy xét những cái vấn đề này để chúng ta có thể tự tạo cho mình, tự luyện, rèn luyện cho mình một cái khả năng an trú tâm thật bén nhạy trong các cái đề mục chúng ta tu tập. Cái đó là do khả năng của mỗi người thôi, thưa quý vị. Nếu mà chúng ta chỉ tu tập phớt qua, hoặc là chỉ tu tập cho có, tu tập có hình thức, nhưng mà chúng ta không mấy gì quan tâm đó, thì khi mà giờ phút tập trung, chúng ta cứ thả trôi, tâm nó sanh khởi như thế nào, có cảnh gì theo cảnh đó, thì trong trường hợp này không có đem lại cho chúng ta một cái cảnh giới tốt đẹp. Thì sẵn ở đây đó, chúng tôi cũng xin nói thêm với quý vị vấn đề khi nãy mà Thượng Tọa Giác Tổng có hỏi Sư Nguyên Thông, nhưng mà chúng tôi hoàn toàn không nghe Sư Nguyên Thông nói. Nhưng mà sau đó nghe Thượng Tọa Giác Tổng có chia sẻ thì chúng tôi cũng có một cái ý thêm với quý vị như thế này. Là đối với người đã quá vãng, người nào mà bình sinh họ cực thiện, họ sống cực thiện, thì sau khi mệnh chung họ được tái sanh về nhiều cảnh giới như là Phạm Thiên hay Chư Thiên, thì như người thân khỏi cần hồi hướng phước cũng được. Còn người nào mà cực ác, khi mà họ chết mà tái sanh vào những cảnh giới như địa ngục hay là bàn sanh, thì chúng ta hồi hướng phước họ cũng không nhận được. Hồi hướng phước cho người thân ở dưới địa ngục không nhận được. Người thân đã sanh làm cái loài bàn sanh là thủy tộc hay là thú rừng hoặc là chim muông, thì mình có hồi hướng phước người đó, cái chúng sanh đó họ không nhận được. Chỉ có những chúng sanh nào trong lúc bình sinh họ có làm thiện cũng có, mà có làm ác cũng có, lẫn lộn thiện nhiều ác ít, hoặc là thiện ít mà ác nhiều. Rồi khi họ tái sanh có một loài ngạo quỷ gọi là Paradatu có chim cắt, tức là cái loài ngạo quỷ nó sống nhờ cái sự bố thí của người thân. Nhưng mà bố thí thức ăn thì họ ăn không được do cái nghiệp. Thế là bây giờ họ nhân danh ngạo quỷ, họ lấy cái phần thức ăn họ cúng dường cho Chư Tăng, rồi Chư Tăng chúc phúc phước báo cho ngạo quỷ đó, thì ngạo quỷ đó mới có thể lãnh được. Và như vậy thì đối với cái người thân đã quá vãng, có trường hợp của chúng ta hồi hướng kết quả, và trường hợp chúng ta hồi hướng không có kết quả. Điều này Đức Thế Tôn cũng đã dạy ở trong Tăng Chi Bộ Kinh mà chúng ta đã có học rồi đó. Và thưa quý vị,
Nhưng mà riêng bản thân mình đó, thì chúng ta nhớ một điều là tự mình làm như thế nào để cái chết nó đến một cách nhẹ nhàng và mình tái sanh ở cảnh giới khác được an lạc, do chính cái công đức mình đã tạo. Nó hay hơn là chúng ta chờ đợi cho người thân làm phước mà hướng. Cũng như cái việc mà chúng ta thực hành những thiện pháp, những công đức để đem lại cái sự an lành cho mình, tự mình khổ an cho mình, nó hay hơn là khi chúng ta bệnh, chúng ta nằm đó, chúng ta thỉnh chư tăng đến tụng kinh cầu an cho mình, hay là chúng ta nằm liệt giường đó hôn mê bất biết, thì người nhà mới thỉnh chư tăng đến bên giường bệnh tụng kinh. Lúc đó chúng ta không nghe được cái gì, không thấy được mặt chư tăng, không nghe cái tiếng tụng kinh của chư tăng nữa, nhưng mà tụng cho có hình thức vậy, thì cầu an cách đó đó, thưa quý vị, không thể an được. Mà nếu tự bản thân mình làm ác thì lúc mà mình sắp chết đó, lúc mà chết đi rồi có tụng kinh còn siêu cũng không có siêu được, có mà hưởng phước cũng không nhận được. Như vậy tốt nhất là tự bản thân mình cầu an chính mình, tự bản thân mình tu tập có phước báo nâng đỡ làm điểm tựa trong ngày vị lai, thì đó chính là tự mình cầu siêu cho mình gì. Thì sẵn đây chúng tôi xin chia sẻ với quý vị về cái cách mà chúng ta chuẩn bị cái chết cho chính mình để tái sanh trong cảnh giới tương lai tốt đẹp. Thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một vài điều. Bây giờ xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại nói thêm chút ít, cũng đã sắp hết thời gian. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính trường Thượng Tọa Thượng Sư, với hướng dẫn vừa rồi, thưa quý Phật tử, còn thì giờ sau cùng của chương trình hôm nay, chúng tôi muốn nói về cái tâm thái của chúng ta. Nhưng khi mà chúng ta nói về cái những giây phút làm chung đó, và đây là những điều mà chúng ta nên để ý. Như chúng ta học ở trong kinh đó, là có năm cái pháp cái hay năm pháp ngăn ngại. Và những năm pháp ngăn ngại này đó, nó khiến cho chúng ta bị trở ngại, không có phát triển thiền định. Nhưng mà ngay trong đời sống, và đặc biệt cái người sắp lâm chung đó cũng phải để ý. Trước nhất khi mà chúng ta nói về tham dục cái, tức là cái sự dính mắc hay là ham muốn cái gì đó, cái đó chúng ta phải có khả năng mình buông. Lấy ví dụ như mình sắp chết mà mình còn quá quyến luyến dính mắc cái gì đó, thì điều này nó trở thành một cái, không phải là chỉ là một sự ngăn ngại mà nó là kéo chúng ta đi xuống. Điều thứ hai đó là sân độc cái hay là hận thù. Mình sống mình hay nuôi thù chúng bán quán với người này người kia. Tới lúc mình sắp lâm chung thì thứ vị là những cái hận thù nó lại trỗi lên trong lòng mình. Bởi vì cái người mà học Phật mà hiểu Phật Pháp thì mình sống không nên nuôi dưỡng hận thù. Tại vì coi chừng, tại vì khi mà trong giờ phút cuối cùng mà cái đó nó sanh khởi lên mà chúng ta không dặn được, thì chính cái hận thù, cái sân độc nó sẽ kéo chúng ta đi xuống. Chúng ta nói đến hôn thủy là điều mà người ít để ý được lắm. Nhưng mà trong cái người sắp mất mà gọi là cái thần trí mê man, cái thần trí không có tỉnh táo, thì điều đó cũng là một điều bất lợi cho chúng ta. Bởi vì trong cuộc sống này, chúng ta phải làm sao mà có được những cái pháp mà khiến cho cái tâm của chúng ta nó tỉnh dậy, nó đối trị được cái thủy miên. Cái trạo hối đó, nó gồm có hai pháp mà đều rất là đáng ngại đối với người mất đó. Đó là dao động và hối hận. Chúng ta dễ hối hận lắm. Ví dụ như là mình sống mà mình không có thương cha, thương mẹ, mình sống mình hay phụ rẫy vợ con, hay mình sống mình có một cái chuyện gì đã làm giờ giót, nó khởi sinh tâm hối hận. Quý vị nhớ rằng
cái hối hận nó cũng là một ở trong những cái pháp mà kéo chúng ta xuống, và chúng ta nên giải tỏa, giải quyết cái chuyện đó trong đời sống. Nếu cái đời sống nào mà nó làm cái gì làm cho chúng ta ân hận ngoài ra thì nên nhớ là đó là cũng là trạng thái không lành mạnh, chúng ta phải giải quyết. Và sau cùng là cái trạng thái nghi hoặc. Nghi hoặc là trạng thái lưỡng lự phân vân, mà không có đủ cái niềm tin, không đủ sự khẳng định, không đủ sự quyết đoán. Cái sự nghi hoặc này đó, nhất là những người sống mà không có chánh kiến, không có chánh tính, đôi khi đời sống mình bình thường thì mình thấy bình thường như người khác, nhưng mà lúc mình cần chết thì cái tâm nghi hoặc nó khởi sanh lên. Tại vì sao cả cuộc đời mình không có được một cái căn bản để mà quyết đoán. Thì cho dù là cái sự dính mắc của tham dục, cho dù là cái quan cái thù hận của sân độc, cho dù là cái thần trí mê man của hỗn thủy, hay là trạng thái ăn năn hối tiếc của trạo hối, hay là trạng thái lưỡng lự phân vân của nghi hoặc, thì cả những điều đó, năm pháp này đó, nó đều đặc biệt là cái trở ngại để chúng ta có được một cái tâm thái gọi là tốt để trở ra đi. Bởi vì khi mà mình hiểu Phật pháp rồi thì mình cố gắng mình tu tập, mình nhắm vào những pháp truyền cái đó. Có nhiều khi mình không để ý, mình đọc kinh, mình đọc thoáng qua, nói là tầm tứ hỷ lạc định, nói là tham dục sân độc hôn thủy trạo hối nghi hoặc, mình thấy không thấy gì. Nhưng mà thật ra những pháp này đó, nó luôn luôn là rào cản, luôn luôn pháp ngăn lại, nó luôn luôn tạo cho chúng ta bế tắc, và nó giam chúng ta vào trong cái rõ. Vì vậy cái gì mà biết Phật pháp và biết tu thì tháo gỡ những điều đó. Ví dụ như là mình có một cái gì rất là quý mà cái tâm mình nó cứ dính mắc, mình cứ đem ra mình cầm tới cầm lui, mình soi mình thích, thì mình phải đặt câu hỏi là lỡ đêm nay mình chết đó, mà mình nhớ tới đó mình sanh về đâu. Chúng ta nghe câu chuyện mà vị tỳ kheo dính mắc với bụi y sanh là con rệp rồi. Hay là hồi nãy thì tôi từ siêu nói về cái chuyện mà cái ông bá hộ giàu có mà chết sanh được con chó giữ hũ vàng đó. Coi chừng sẽ dính mắc của mình. Và đôi khi mình có cái gì quý vậy, mình nói nghe nó hơi kỳ, nhưng mình cho đi, mình tập cho đi. Nếu mình còn sống mà mình cho được thì mình ra đi, mình sẽ bỏ đi. Còn nếu mà mình còn sống mình không, bởi vì biết là ngày anh Chan Cha ngày đó là những vị trụ trì á chết á ít có lên lắm. Tại vì khi làm trụ trì mình lo xây dựng chùa chiền, lo cố gắng làm cái này đẹp cái kia đẹp, tới khi mình chết mình nghĩ đến cái chuyện đó nó khó lắm. Mà quý vị biết là có nhiều ngôi chùa ở bên Thái Lan đó, là cái vị sư cả vị trụ trì chết sanh là ma trong chùa đó. Và cái chuyện đó người ta gặp, thành ra khi mà mình sống, cái gì mà mình nhấc lên được, mình phải đặt xuống được, nắm được phải buông được, thì cái đó nó bớt chúng ta đi cái gọi là cái tham dục. Cái sân độc là cái hận thù ở trong đời sống mình đó. Con người mình dễ nuôi thù chuốc oán ở trong cuộc sống mình đó. Nhiều khi mình nghĩ rằng những cái chuyện mà mình giận người này phiền người kia nó không có nghĩa lý gì, nhưng mà coi chừng tạo thành quan trái. Hãy trong cuộc sống con người Phật tử mà mình nhắm mắt lại, mình nhớ rằng mình có ai đó mà mình thù không đội trời chung, có ai đó mà ghét tận xương tủy, có ai đó mà thù oán, thì cái đó mình chưa hiểu giáo pháp của Đức Phật đâu. Đức Phật ngày dạy trong cái kinh mà ví dụ cái cưa đó, ngày dạy là những người mà còn có cái tâm manh động, còn có tâm thù oán là người đó chưa thực hành lời dạy của Đức Phật. Tại vì thật ra cái nó nguy hiểm. Chúng ta sống trong thời đại mà người ta hay nói đến chánh kiến, người ta hay nói đến quan điểm, người ta hay nói phe phái, người ta hay nói đến đảng phái, mấy cái rất là nguy. Cái nguy phải là cái chuyện mà bạo loạn xã hội, mà cái nguy là ở trong lòng của mình, hay con người bị quan trái. Và đối với cái hung thủy của vậy, cái này hơi khó. Thật ra trong năm pháp, cái pháp khó đó là cái tâm mà chúng ta gọi là cái thần trí mê mờ, thần trí mơ mờ, hay là thần trí không có tỉnh táo. Chúng tôi gặp rất nhiều người bị nằm ở trên giường bệnh là vì thuốc giảm đau, hay vì sức khỏe cùng kiệt, đến trạng thái mê man nói sản, hay là không đủ sự tỉnh táo, thì cái đó nó cũng là một cái trở ngại rất lớn cho người tu tập. Và hồi nãy chúng tôi nhắc lại là cái gọi là trạo hối đó. Trạo hối là sự dao động hối hận đó. Cái này nó cũng có. Đôi khi trong cuộc sống này, hãy cái gì qua được mình nên cho nó qua,
cái gì mình xin lỗi được nên xin lỗi, cái gì sám hối được nên sám hối, và mình nên sống bằng cái tâm thái rất là an lạc, rất là tự tại, đừng để cho quá khứ trở thành một gánh nặng của mình. Cái này nó cũng là dấu hiệu cho chúng ta đi xuống, và cái chánh kiến chúng ta rõ thì chúng ta sẽ diệt trừ được nghi hoặc. Thì nói tóm là đối với một người mà trong cái giờ phút sắp lâm chung đó, thì cái bản lãnh để đối phó với tham độc, tham dục, sân độc, hôn thủy, trạo hối, hoài nghi đó, chúng ta có tới đâu thì cái hy vọng nó nhiều tới đó, mà chúng ta càng kém thế đó thì cái khả năng đi xuống rất là nhiều. Chúng tôi nói không phải là một điều làm cho quý Phật tử hoang mang, nhưng mà thật sự Đức Phật ngài có dạy đó, là chúng sanh mà sanh lên nó giống như, so với chúng sanh sanh xuống giống như cái tỷ lệ của cái sừng con bò so với lông con bò vậy đó. Tại cái người mà chết mà với cái, chúng tôi đi tụng kinh đi gặp rất nhiều người chết, mà cái người chết mà với cái tâm tư mà nhẹ nhàng, tâm tư thanh thản nó ít lắm thưa quý vị. Đa phần chúng ta chết với tâm nặng nề, đau khổ chìm xuống. Rất, chúng ta nên có một thái độ nghiêm túc, và chúng ta nên có một thái độ có hiểu biết. Mình học Phật pháp bao nhiêu năm thì lúc mình chết tức là mình đang thi đó, và cái bài thi quyết định giống như bài thi cuối khóa vậy đó. Mình học cho nhiều rồi, ví dụ trong đời sống ngày nào mình cũng nghe pháp, nhưng mà tới giờ chót là sao, là chót không khéo sanh làm con rệp trong bụi y, giờ chót không khéo chúng ta sanh làm một cái một chúng sanh làm con rồng, hay là sanh làm loài con chó giữ nhà vân vân, thì cái đúng tội nghiệp cho mình. Tại vì sao vậy? Cái tâm niệm cuối cùng mà mình không giữ được. Nên đối với một người mà có học Phật pháp rồi, thì mình sợ cái phiền não trong lòng của mình, sợ cái pháp cái, cái pháp chướng ngại trong lòng mình hơn là ở bên ngoài. Cái thời bây giờ thì đôi khi chúng ta hay nặng lòng với cái chuyện bên ngoài lắm, nhất là chuyện hơn thua, chuyện lợi danh, chuyện có được cái này, có được cái kia. Chúng tôi đôi khi thưa quý vị, khi mà nhận được một tấm hình của một cái vị tăng mà cả cuộc đời xây dựng bao nhiêu cơ ngơi, mua bao nhiêu đất đai, bây giờ nằm đó chuẩn bị cái chết đi, chúng tôi cầm hình đó, nó là một cái câu nhắc nhở cho mình thấy rằng, rồi kẻ trước người sau, hoặc chống hoặc chạy, hoặc sớm hoặc muộn, tất cả chúng ta đều đi ngang cái nhịp cầu sanh tử đó. Tất cả chúng ta đều phải thi, dù chúng ta không muốn thi, chúng ta cũng phải thi. Và trong cuộc thi đó đó, mà cái khả năng của chúng ta giảm bớt những cái phóng cái, thì chúng ta có khả năng đi lên. Mà cái khả năng đó càng kém đó, thì thưa quý vị, cái phần trăm mà chúng ta đi xuống thì nó nhiều lắm. Mình tu á, mình tu là những giây phút đó. Mà cái bản lãnh của mình trong sự tu tập là nó ở giây phút đó. Nếu chúng ta thỉnh thoảng buổi sáng ngồi nhắm mắt lại, nói rằng nếu bây giờ một cơn gió độc đến, chúng ta bị stroke, bị đau tim, hay là bị COVID mà nó là sắp chết không cứu được nữa, thì liệu rằng chúng ta có thể dặn, chúng ta làm gì với sự dính mắc, dính mắc về tài sản, về người thân, về địa vị, về này kia, chúng ta làm gì đối với những cái hận thù oan trái trong kiếp này, thù dơ oán cãi dạ, giận người này oán người kia, chúng ta có đủ khả năng để sống tỉnh táo không? Chúng ta đã có khả năng để vượt qua những cái sự ân hận, những cái hối tiếc ở trong kiếp bình sinh này không? Chúng ta có khả năng để có một cái nhìn khẳng định rõ ràng mà không có rơi vào trong hoang mang, trong nghi hoặc hay không? Cái đó nó quan trọng hơn những chuyện khác. Mấy khác thực ra nó quan trọng. Thiệt ra, đời sống hàng ngày mình hay quan trọng cái niềm kia, tới lúc đó, đó thì cái tâm thái của mình nó quan trọng. Và khi mình nói cái tâm thái của mình đó, thì mình nên nhớ một điều như vậy là nếu mình không có đầu tư, nếu mình không có tu tập, thì cái người khổ là mình khổ, người thiệt thòi là mình thiệt thòi, và đồng thời là bao nhiêu công sức chúng ta đều đổ sông đổ biển hết. Cho dù mình cả đời mình có tạo một ngôi chùa thiệt là lớn, cho dù mình các đời mình có cái địa vị thế này, cho dù mình có bao nhiêu tiền bạc đi nữa, thì lúc mà đem đổ sông đổ biển thì mình không mang theo được. Và chúng ta mong rằng Phật pháp, tức là lời dạy của Đức Phật nữa, sẽ soi sáng cho chúng ta ở trong những giờ phút quan trọng nhất của cuộc sống. Và sanh tử sự đại, rõ ràng là khi chúng ta rời bỏ cuộc đời này, những giây phút cuối cùng, nó là những giây phút rất là then chốt mà mỗi chúng ta đều phải có khả năng đối diện, phải có khả năng vượt qua, và phải có khả năng tự mình cứu lấy chính mình. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma.
Thưa quý vị, ngày mai này chúng ta vẫn tiếp tục tuần lễ sinh hoạt đặc biệt để tiễn đưa 2021 và chuẩn bị đón 2022. Và ngày mai này chúng ta sẽ có một cái đề tài gọi là cái khả năng thích nghi trước những xáo trộn của cuộc sống. Và chúng ta hy vọng rằng những cái gì mà không vui chúng ta sẽ hết ngày cuối năm, và qua năm mới thì chúng ta không nói chuyện xui xẻo nữa. Nói chuyện nào cho quý vị vui một chút. Bây giờ thì xin đảnh lễ chư Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Xin chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã điều họp cũng như đúc kết bài học ngày hôm nay để chúng con được học hiểu, để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Giác Đẳng. Nhục hình xin thay mặt đại chúng tông trung, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn kỵ, không làm các ác nghiệp, hương tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tín pháp. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các trường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ con thành kính tri ân quý ngài. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng. Hãy cho Nhật Bình biết được tín hiệu.